đến với nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài Ông Nguyễn Phú Trọng mập mờ Biển Đông do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Kính thưa quý vị, báo chính thống kiểm duyệt bỏ hai chữ Biển Đông. Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã mơ hồ viễn vông và hảo huyền khi tránh đương đầu với Trung Cộng ở bãi tư chính Trường Sa từ ngày 3 tháng 7 năm 2019, Trung Cộng đã ngang nhiên đem tàu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 đến vùng Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam với ba mục đích rõ rệt. Thứ nhất, muốn giành quyền chủ quyền không hề có của Trung Cộng trên vùng Biển Đông của Việt Nam. Thứ hai, muốn đe dọa công tác tìm kiếm dầu khí liên doanh giữa Việt Nam với Nga và Ấn Độ bắt đầu từ tháng 5 2019. Thứ ba, nếu Việt Nam muốn thôi xung đột thì hãy gác tranh chấp để cùng khai thác như Phi Lục Tân đã đồng ý với Trung Quốc. Trung Quốc đã tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông với năm nước gồm Việt Nam, Phi Lục Tân, Nam Dương, Mã Lai và Brunei từ nhiều năm qua. Nhưng tòa án hòa giải quốc tế đã không nhìn nhận chủ quyền, chủ quyền của Trung Cộng trong hình lưỡi bò trong phán quyết năm 2016 khi xử vụ phi kiện Trung Quốc. Từ chính nằm cách Vũng Tàu khoảng 370 cây số về hướng Đông Nam, đây là điểm cực nam của hình tự vẽ lưỡi bò của Bắc Kinh nhằm chiếm 3 phần tư tổng diện tích trên 3 triệu cây số vuông của Biển Đông. Trong suốt 3 tháng qua, ông Trọng và Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cơ chế nắm toàn quyền ca trị nước đã không dám hé răng nửa lời lên án hành động ngang ngược của Trung Cộng. Ngược lại, ông đã để cho người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một mình chống tàu bằng nước bọt và đòi Trung Cộng rút dạng khoan Hải Dương 8 và các tàu hộ tống võ trang của cảnh sát biển Trung Cộng chẳng những không rút mà còn ngang nhiên đi về giữa Tư Chính và đảo Chữ Thập để nghỉ ngơi và nhận tiếp tế rồi quay lại hăm dọa như cũ. Nên biết, đảo chữ thập cách từ chính lối 230 hải lý, lối 425 cây số về phía bắc. Trước đây cũng chỉ là một bãi đá, nhưng sau khi chiếm của Việt Nam vào năm 1988, Trung Cộng đã tái tạo biến thành đảo kiên cố và xây dựng các cơ sở quân sự lớn nhất ở Trường Sa với sân bay, bến cảng, đài radar, vô tuyến viễn thông, cột hải đăng, trại lính, vân vân. Do đó, dự đoán hải dương 8 có thể hoạt động lâu dài, không giống như hải dương 981 hồi năm 2014 vì không có nơi tiếp tế đã phải quay về vùng biển Hải Nam sau 76 ngày từ ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng 7 2014 thăm dò dầu khí ở cùng biển chi cách có đảo. Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, khoảng 120 hải lý, 222 cây số về phía đông. Hải Nam cách tư chính khoảng 600 hải lý, tức 1111 cây số phía bắc. Vì vậy, phát ngôn viên Trung Cộng cảnh sản mới liều lĩnh nói vào ngày 18 tháng 9 năm 2019 rằng Việt Nam đã đơn phương tiến hành các hoạt động khai thác dầu khí từ tháng 5 tới nay và việc này vi phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích của Trung Quốc, đồng thời vi phạm các thỏa thuận song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ông Trọng mù mờ. Do đó, khi thấy ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ nói đến hai chữ Biển Đông trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng kỳ 11, hợp từ ngày 7 cho tới ngày 13 tháng 10, 2019, thì dư luận quan tâm bàn bạc. Mặc dù ông đã cố tình nhét vào phần cuối của diễn văn khi yêu cầu Trung ương thảo luận về phát triển và xây dựng kinh tế năm 2020. Ông Trọng nói với Trung ương cũng đồng thời phân tích dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới. Lường trước, những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, từ đó xác định, xác hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới khu vực đối với kinh tế, xã hội nước ta trong năm 2020. Nhưng tại sao ông Trọng không dành riêng một phiên hợp để thảo luận về Biển Đông, trong đó quan trọng hàng đầu là việc Trung Cộng đềm Hải Dương 8 xâm nhập và quấy phá bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngược lại, 4. Đề mục chính của Trung ương 11 đã tập trung thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, về dự thảo báo cáo kinh tế, xã hội, trình đại hội thứ 13 của đảng, về dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng đảng, về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020. Vậy phải chăng ông Trọng đã chặn đặng đừng mà phải yêu cầu Trung ương Đảng xem xét tình hình Biển Đông. Nhưng có mấy ủy viên nắm được tin tức những gì đã và đang diễn ra ở tư chính, nhất là những hoạt động ở tư chính thuộc hạng tình tối mật quốc phòng. Theo lệ lối làm việc nội bộ, thì ngoài Bộ Chính trị, các viên chức hàng đầu Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, không ai có thể biết hơn ông Trọng về tình hình tư chính đang đe dọa chủ quyền của Việt Nam đến mức nào vậy tại sao ông Trọng lại đá bóng qua sân Trung ương để Trung ương phải gánh trách nhiệm chung với Bộ Chính trị trong khi chính ông Trọng mới là người phải đứng mũi chịu sào hành động mập mờ của ông Trọng khi đưa chuyện Biển Đông cho Trung ương giải quyết do đó bị nghi ngờ là một chiến lược ném đá giấu tay để ông không bị Trung Cộng lên án sau này. Kinh nghiệm Hải Dương 981 Còn nhớ khi xảy ra vụ Hải Dương 981 năm 2014, thì Trung ương Đảng khóa 11, tuy đang họp kỳ thứ 9, từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 2014, nhưng đã không thảo luận vụ xung đột lớn này. Khi đó có tin, theo Bách Khoa Toàn Thơ Mữ, thì Bộ Chính trị chỉ đạo phải tiếp tục đấu tranh bằng biện pháp hòa bình đúng theo luật pháp quốc tế, riêng về giải pháp đấu tranh pháp lý, thời điểm nào hợp lý thì bộ chính trị sẽ quyết định theo thông tin từ phiên họp chính phủ cuối tháng 5. Tù trung là khi đó, cũng ông Nguyễn Phú Trọng và bộ chính trị đã quyết định không dùng biện pháp mạnh, kể cả việc kiện trung cộng để duy trì hòa khí với người phương Bắc mà cả hai nước đã qua nhau vừa là đồng chí vừa là anh em theo phương châm 16 chữ: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Và tinh thần bốn tốt: láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Quốc hội của Cộng sản Việt Nam kỳ ấy cũng đang họp nhưng chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng nín thinh không dám thảo luận vụ Hải Dương 981. Bộ Chính trị và ông Hùng là một ủy viên đã toa rập ngăn chặn quốc hội ra nghị quyết lên án Trung Cộng. Nhưng sau đó, vào ngày 21 tháng 5, quốc hội đã ra thông cáo tuyên bố nhất trí cao với chủ trương của đảng và nhà nước. Vậy, nay tới vụ Hải Dương 8. Xem như ông Trọng lại muốn rập khuôn cũ để buông tay. Mặc dù vụ Hải Dương 8 ở tư chính nghiêm trọng gấp ngàn lần hơn vụ Hải Dương 981. Kính thưa quý vị, để tiếp theo, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 2 của bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng, Mập Mờ Biển Đông do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Vậy trung cộng dĩ tai ai? Trước biến cố Tư Chính, một số đông tri thức giới khoa học, cụ tướng lĩnh và nhà văn nổi tiếng, khối người trong số này đã ra khỏi đảng và công khai đối lập với đảng, đã họp tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 10 năm 2019 để thảo luận việc phải làm gì trong tình thế nguy nan này cuộc tọa đàm do việc nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển do phó giáo sư tiến sĩ hoàng ngọc giao đứng đầu tổ chức cái khó là trung quốc rất lì lợp không chịu cùng nhau ra tòa trong khi nhiều tòa án quốc tế chỉ thụ lý nếu cả hai bên cùng chấp nhận ra tòa theo một số chuyên gia giới cầm quyền trung quốc đã nhiều lần rỉ tai giới lãnh đạo việt nam đừng kiện để giữ đại cục thế thì việt nam đã gặp khó khăn ngay từ chủ trương rồi. Nhưng rỉ tai ai nếu không phải là những người có trách nhiệm hàng đầu trong đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam? Nhân nhược hay đâm vùng? Ngoài phản ứng rất gây gắt của giới trí thức tại cuộc tọa đàm ngày 6 tháng 10, 2019, thỉnh thoảng đó đây cũng phát lên những phản biện thẳng thắn của nhiều trí thức khác đứng trước nguy cơ ở tư chính. Trong số này phải kể đến bài phát biểu gây tiếng vang lớn của nguyên đại sứ Nguyễn Trường Giang về tư chính do báo An ninh thủ đô thực hiện và được Việt Nam Net đăng lại ngày 5 tháng 8 năm 2019, nhưng sau đó được lệnh gỡ bỏ. Ông nói, tôi cho rằng chúng ta không thể nào đánh mất biển được. Tôi đã nói điều này 10 năm nay rồi, chúng ta không có lý do gì đánh mất biển, mất đảo. Báo An ninh Thủ đô kể rằng, Đại sứ Nguyễn Tường Giang, người đã dành hơn 10 năm nghiên cứu về tình hình biển đảo, chia sẻ những suy nghĩ của mình về những diễn biến quanh bãi tư chính. Cái cớ của họ là gì? Bãi tư chính là của họ. Chúng ta là kẻ cướp biển, cướp đảo của họ. Họ chứng minh được việc này thì họ mới có thể bắn. Nhưng làm sao họ chứng minh được họ không thể chứng minh được tôi cho rằng trong bất kỳ tình huống nào chúng ta cũng ngăn được các giặc khoan của họ vào vùng biển của chúng ta lý do là chưa một quốc gia nào trên thế giới này làm được việc đó nếu làm được thì người Mỹ, người Nhật đã chiếm sạch biển của thế giới rồi không một ai có thể dùng vũ lực để chiếm biển cả tôi cho rằng chúng ta không thể nào đánh mất biển được Tôi đã nói điều này 10 năm nay rồi. Chúng ta không có lý do gì để mất biển, mất đạo. Chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý, khách quan, thuyết phục để bác bỏ chủ quyền của họ ở Hoàng Sa, Trường Sa, Đường Lưỡi Bò. Đây là công cụ vô cùng quan trọng, là niềm tin quan trọng, nhất định chúng ta giữ được. Nhà ngoại giao nhấn mạnh, câu chuyện lòng dân là cực kỳ quan trọng nếu Biển Đông nằm trong trái tim của mỗi người Việt Nam, Biển Đông không bao giờ mất được. Nếu chúng ta dẫn dưng, vô cảm, không quan tâm đến biển thì khả năng giữ là khó. Lòng dân quyết định tất cả. Chúng ta phải có được đoàn kết dân tộc. 96 triệu người như một, chúng ta sẽ giữ được biển đảo. Tuy nhiên, chúng ta phải chuẩn bị những phương ác cần thiết nhất không chỉ đơn giản là gửi công hàm hay tiếp xúc. Sức mạnh của chúng ta lớn lắm. Danh tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam lớn tương đương với 50 sư đoàn được trang bị hiện đại nhất. Nhiều nhà ngoại giao ở Liên Hiệp Quốc đã nói với tôi như vậy. Họ kính nể Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Trường Giang lưu ý. Tuy nhiên, truyền thông của chúng ta về vụ này còn hơi khiêm tốn cần tuyên truyền rộng rãi hơn nữa để thấy nếu họ đưa một chân sói vào được vùng biển của chúng ta, họ sẽ tiếp tục chân sói thứ hai, chân sói thứ ba, từ đó chúng ta sẽ mất khu vực phòng ngự chiến lược trong vùng biển của chúng ta. Rồi ông cảnh giác. Cuối cùng, thái độ nhân nhượng là không ăn thua. Giữ đại cục không ăn thua, chúng ta từng nhũng nhặn nhân nhượng nhưng không có tác dụng dẫn đến những diễn biến quanh bãi tư chính ngày nay. Chúng ta phải có lòng tin, sự quyết tâm vì bất kỳ sự nhân nhượng nào sẽ không dẫn đến hòa bình. Vậy, ông Nguyễn Phú Trọng và ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có banh tay ra mà nghe, căng mắt ra để đọc những lời tâm huyết và trí lý của giới trí thức về vụ tư chính hay chưa? Hay vẫn cứ cố tình nhắm mắt mũ nỉ che tay để xa vào cái bẫy tiền tài và danh vọng của Bắc Kinh. Chắc ông Trọng và Bộ Chính trị chưa quên hồi tháng 10 năm 2017, Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, phát biểu chống Trung Quốc mạnh mẽ dài gần 30 phút. Cuốn video ghi lời ông nói Trung Quốc không bao giờ từ bỏ giả tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta. Mà không phải thời của ông Tập Cẩn Bình đâu. Ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào. Thiếu tướng cảnh giác người nghe. Chính vì vậy mà chúng ta không loài trừ việc mà họ làm suy yếu từ bên trong. Chúng ta phải nói rõ với nhau như thế. Chúng tôi nói với các đồng chí là bọn xấu, nó cài cắm, nó móc ngoặt, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí là nó đã có con số đến hàng trăm. Mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa. Mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị thì thưa với các đồng chí là bà trăm như vậy thì có ngạc nhiên gì khi thấy các báo chính thống như trang điện tử của chính phủ, của đảng và hai bài tiền thuộc diễn văn của ông Trọng tại Trung ương 11 do Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và Thông tấn xã Việt Nam phổ biến đã kiểm duyệt bỏ hai chữ Biển Đông. Bằng chứng của Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phân tích dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học tình hình thế giới và trong nước, từ đó xác định xác hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chủ tiêu chủ yếu cơ bản nghiêm trọng nhất cho năm 2020, các chính sách, biện pháp phù hợp có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới khu vực đối với kinh tế xã hội nước ta trong năm 2020. 20. Nguyễn Sử Hồng Điệp, Thông tống xã Việt Nam, Việt Nam Plus, ngày 7 tháng 10, 2019. Trong khi đó, bài của VOV chỉ viết, trên cơ sở phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, xác định, xác hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến, các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách biện pháp phù hợp có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới, khu vực đối với kinh tế xã hội nước ta trong năm 2020. Vậy lệnh kiểm duyệt hai chữ biển đông trong câu nói quan trọng nhất của bài diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng do ai trong bộ chính trị hay chính phủ chỉ thị nên biết Tuy các báo đài, nhà nước đều có tổng biên tập, nhưng chỉ có một tổng biên tập của các tổng biên tập là trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng mới có toàn quyền quyết định sinh mạng của các báo. Như vậy, thử hỏi ông Võ Văn Thưởng, xem ai đã dám qua mặt ông để làm chuyện tày trời đáng xử trảm này. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự việt nam do nhà báo phạm trần biên soạn nam ăn cảm ơn quý vị đã theo dõi và không quên cảm ơn nhà báo phạm trần